Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony nha. Thì hiện tại bây giờ là sáng thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021, 9 giờ sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Trước hết là Tony xin chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ năm an lành và mạnh khỏe nha. Thì trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất, nó liên quan tới tình hình ở nước Mỹ, liên quan tới cuộc sống của người dân Mỹ, đặc biệt là liên quan tới chính quyền thứ 46. Hai cái nội dung sau đây rất là gây cấn và hấp dẫn. Nội dung thứ nhất, nếu cái điều này nó xảy ra thì hàng trăm triệu người ở cái nước Mỹ này, người dân Mỹ này sẽ rất vui mừng, và có thể hàng tỷ người vòng quanh thế giới sẽ rất vui mừng cho nước Mỹ, là hiện tại bây giờ chủ tịch bể lốp xe đang bị kêu gọi từ chức. Và lý do vì sao, tại sao bà ta đang bị cả hai đảng luôn kêu gọi từ chức, đó là điều thứ nhất. Nội dung thứ hai tôi này xin chia sẻ với các bạn, thì có thể nói nếu cái điều này nó xảy ra thì sẽ là một cái nỗi buồn cho người dân Mỹ, đất nước Mỹ, và một cái sự xấu hổ cho đất nước Mỹ, đó là liên quan tới chú Bảy. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới chủ tịch bể lốp xe. Thì các bạn biết trong cái thời gian vừa qua, hồi năm rồi á, thì sau khi mà ông George Floyd bị cảnh sát làm cho chết, mình nói vậy đi, thì rầm rộ đảng Dân Chủ đã quỳ gối, đã khóc thương, đã này nọ kia, nó tóm lại là đã coi như giống như là một cái người nào đó mà coi như là anh hùng của đất nước mà chết vậy đó các bạn. Đó, đó là về phía đảng Dân Chủ. Rồi thì cách đây ngày hôm qua, thì sau khi mà ông Tò đã tuyên án cái người cảnh sát mà đã làm cho ông George Floyd chết á, sau khi mà tuyên án cái người cảnh sát này có tội á, thì đảng Dân Chủ đã vui mừng, đã hớn hở và đã ăn mừng, reo hò, vỗ tay gì tú bụi hết. Thì bên cạnh đó, đây dính dáng tới chủ tịch bể lốp xe nè các bạn, thì bên cạnh đó chủ tịch bể lốp xe đã phán ra một cái câu, một cái câu này mà làm cho sốc cả đảng Dân Chủ và cả đảng Cộng Hòa, rồi luôn cả người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Đây, sau đây là câu phát biểu của chủ tịch bể lốp xe như thế này nè các bạn. Cảm ơn George Floyd đã hy sinh mạng sống của mình cho công lý, cho đất nước, cho người dân Mỹ, vì bạn và vì hàng nghìn hàng triệu người trên thế giới đã coi như bạn đã chết để mà đứng ra vì công lý. Tên của bạn sẽ luôn đồng hành với công lý. Thì nói tóm lại là cái ý nghĩa của bà chủ tịch bể lốp xe là bà nói là cái anh George Floyd đó là một vị anh hùng của đất nước, một vị anh hùng của người dân Mỹ, một vị anh hùng của công lý. Vậy thì đây, stop ngay tại đây. Nếu các bạn thấy như thế nào sau khi cái lời phát biểu của chủ tịch bể lốp xe, thì các bạn bình luận bên dưới để chia sẻ ý kiến của các bạn, coi là chủ tịch bể lốp xe phát biểu như vậy có đúng hay là không đúng, hay là như thế nào, hay là sao. Bình luận bên dưới để tụi mình cùng nhau phân tích mổ xẻ cái lời phát biểu của chủ tịch bể lốp xe. Nhưng mà so far, sau khi bà chủ tịch bể lốp xe phán ra cái câu này, thì đã bị rất là nhiều người từ phía đảng của bà, cũng như là các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, đã kêu gọi bà ta nên từ chức đi, tại vì bà ta không biết bà ta đang nói cái gì. Và một lần nữa người ta nhấn mạnh, ông George Floyd này không là cái gì, không là một cái coi như là gì trong cái đất nước Mỹ này, là điều thứ nhất. Không có làm một cái gì cho người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Không phải là ổng đã coi như là đang phục vụ trong quân đội để đi chiến đấu giành lợi tự do cho đất nước Mỹ, giành lợi tự do cho người dân Mỹ. Đó các bạn nhé, tức là hai cái nó hoàn toàn khác biệt. Không thể nào so sánh ông George Floyd này với những vị anh hùng mà đã hy sinh vì đất nước, vì người dân Mỹ, vì nền tự do của đất nước Mỹ các bạn. Nhưng mà bà này bà đã so sánh như vậy đó các bạn. Đó, các bạn hiểu ý của tôi này chưa? Tức là bà so sánh như vậy đó. Đây là một người tù tội, từng vào tù ra khám và từng là người hút chích. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao, tại sao mà đảng Dân Chủ, đặc biệt là chú Bảy và chủ tịch bể lốp xe, đã tôn trọng ông này như một người hùng của đất nước. Rồi đó là nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nếu cái điều này nó xảy ra, nếu chú Bảy làm cái điều này, thì lại một lần nữa người dân Mỹ sẽ bị coi như là xấu hổ, và sẽ bị mắc cười, và coi như không hiểu sẽ như thế nào đó. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé.
Theo như lịch sử của nước Mỹ đó các bạn, thì từ cái thời mà cố tổng thống Reagan thì các tổng thống đều phát biểu lần đầu trước quốc hội trong vòng 40 ngày đầu nắm quyền. Nhưng mà dưới cái thời chú Bảy này thì ngày 30 tháng 4 này là đúng 100 ngày chú Bảy nắm quyền, nhưng mà chưa có một lần nào đứng trước quốc hội để phát biểu. À, mình gọi nôm na là đọc thông điệp liên bang đó các bạn. Thì sau đó cách đây hồi ngày hôm qua, chủ tịch Bể Lốp Xe đã có một cái lá thư là gửi cho chú Bảy, mời chú Bảy đọc thông điệp liên bang vào ngày 28 tháng 4, tức là 98 ngày. Nếu mà chú Bảy chịu đọc ngày 28 tháng 4 đó là đúng exactly 98 ngày. Và các bạn có biết không, đây là một cái điều thú vị, đây là một cái điều mà mắc cười nè các bạn. Tại sao chủ tịch lại chấm cái ngày 28 tháng 4? Là lý do là như thế này, là tại vì cái ngày đó đó thì ở Hạ viện hoàn toàn là một bãi tha ma, không có một người dân biểu hay thượng nghị sĩ nào trong đó. Tại vì sao? Tại vì cái tuần lễ đó là tất cả mọi người trở lại quê nhà để làm việc ở quê nhà, không ai ở quốc hội hết. Cho nên nếu mà chú Bảy đứng mà đọc thông điệp liên bang thì trong phòng không có một bóng ma. Thì các bạn thường thường á, các bạn coi những cái đời tổng thống trước á, ví dụ điển hình là cái thời cụ tổng thống Trump đi, thì khi mà cụ tổng thống Trump đọc liên bang á, các bạn nhớ không, thông điệp liên bang á, thì quá trời người ngồi, các bạn nhớ không? Nhưng mà bây giờ tại vì người ta sợ chú Bảy quên trước quên sau, không biết phát biểu như thế nào sao đó, cho nên đảng Dân Chủ muốn gài vô cái ngày mà tất cả mọi người đều đi về nhà hết, chỉ còn lại một cái phòng trống và chú Bảy đứng đó và chú Bảy đọc, thì có thể là sao đó các bạn, tức là không bị nếu mà đọc sai đọc nhầm thì cũng không sao, nó tốt lại là như vậy đó. Đó thì hiện tại bây giờ chú Bảy và chủ tịch Bể Lớp Xe đang bị công kích dữ dội, đặc biệt là bị công kích từ một số dân biểu của đảng Cộng Hòa, và đứng đầu là người này tên là Nancy Mace đã công kích chú Bảy. Vì nếu chú Bảy thực sự mà phát biểu đầu tiên ngày 28 tháng 4 á, thì coi như là phát biểu trong một cái phòng trống rỗng, không có một con ma nào ngồi ở trong để mà nghe. Đó là một cái điều mà chưa bao giờ xảy ra trong cái lịch sử của nước Mỹ. Thì cũng như các bạn đã biết, không những chỉ có cái chuyện mà đọc thông điệp liên bang này đâu các bạn, mà cái chuyện mà họp báo á, các bạn nhớ không, thì chú Bảy cũng lại gây đặc biệt, gây sự chú ý và gây coi như là đi vào lịch sử của nước Mỹ là sau thời gian tại vị một khoảng thời gian dài thăm thẳm chiều cho chú Bảy mới có một cái cuộc họp báo. Mà cái cuộc họp báo này á, nó là cái cuộc họp báo công khai tự nhiên, nhưng mà thật sự là đã có sắp xếp sẵn hết rồi các bạn. Tức là những nhà báo nào được mời, những nhà báo nào đặt câu hỏi thì phải đưa lên trước để mà cho người ta trả lời rồi chú Bảy đọc thôi. Vậy mà cái bữa họp báo đó mà còn bị rụt rịch, bị rớt lên rớt xuống, nói tóm lại là everybody nhìn là biết là đã có setup sẵn rồi đó các bạn, chứ không phải là tự nhiên giống như các đời tổng thống khác. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ năm, tôi được chia sẻ với các bạn hai cái thông tin nó liên quan tới chủ tịch Bể Lốp Xe và chú Bảy ký, và liên quan tới tình hình của nước Mỹ, người dân Mỹ. Thì tôi thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng người Việt. Và nếu thấy hay thì để lại một cái like, một cái bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day. Bye bye.